Bây giờ nhắc lại, cái nhà này là vần 7, đúng không? Hướng là hướng, hướng khôn, tức là Tây Nam, Tây Nam 2. Bây giờ đây là phía tính của Tây Nam 2, đây là bố cục của lõi đầu sơ bộ của căn nhà. Đây là căn nhà, đây là cửa chính, cửa phụ, đây là bếp. Đây là có cái ngã ba đường vẫn thẳng vào, đúng không? Đây là cái đường hẻm nhưng mà rất là đông. Bên này là có cái đường, đường học. Đó, sơ bộ là như thế. Rồi, bây giờ cái đầu tiên là mình xét từ ngoài vào trong, từ tổng thể đến chi tiết. Xét từ ngoài vào trong thì có thể là đây là con đường hẻm lớn không? Được chưa? Đây là đấm vào, đấm thẳng vào nhà, đúng không? Ngã ba đấm thẳng vào nhà này, cái dễ này, đúng không? Đó, bình thường nó sẽ nói dễ chết, còn mình thì mình phải luận. Rồi bên này là trường học. Mọi người biết ở cái nhà này ghi kiểu gì á? Sơn Hải Trấn. À, giống như bữa hôm mà nhớ học mà có cái ai mà kêu anh chị hãy đưa lên có cái người trước cửa nhà mà ghi cái chữ cái quẻ hả? À, còn đấy 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 là ghi ghi chữ viết từ Sơn Hải Trấn giảm nha luôn đó, không phải giảm nha nhưng mà cái hô á, cái hô cái vừa á người ta làm cái chữ đó luôn, Sơn Hải Trấn luôn, Sơn luôn đó. Đến lâu hai làm một cái hình giống như của viên viên nữ vậy đó. Bây giờ mọi người xem thử từ ngoài vào trong, bây giờ xem thử với cái cục ban đầu này, với cái phía tinh này thì nó còn thế nào sâu để tổng thể được nha. Như vậy đầu tiên này, đầu tiên là mình xem thử nha là cái khí gì này, cái thứ hai cả cả ba cả tứ nó ăn vào khí nào này, đồng với đồng cái cung nào này, cung là tốt hay xấu này, đúng không? Và lưu ý ở đây cho trường học nó đang tham mời cung nào và tổ đây xấu, bởi vì trường học này cái cổng ở đây luôn là sinh ra vô rất là đông, phải chưa? Đó thì lúc đó chúng ta bắt đầu chúng ta mới mời được. Và cái nhà này là xây vần bảy, vần xây ở vần bảy thì mình sẽ luôn vần bảy vần tám luôn, đúng không? Mình xem từ luôn vần bảy nó như thế nào, vần tám như thế nào. Đó, đó là cái tổng thể thôi, nó đông đi vào chi tiết sau. Đầu tiên nhà này lấy kỳ gì? Số 1. Nếu mình nhìn ra cái tổng thể thì của căn nhà lấy số mấy? Tổng thể luôn. Đúng rồi. Thế mình sẽ ngoài vào trong mà. Lấy khí số mấy? Lấy khí số 4. Số mấy chị Tuyết? Tổng thể. Rồi, không tập trung. Rồi, đóng tiền đi học lại chung với con đi, còn gì nữa. Học 4 năm khó luôn rồi. Tạo hết cái tay rồi. Kinh dịch cũng trả cho thầy có bao nhiêu, bây giờ phi tinh cũng trả hết cho thầy rồi. Kinh dịch em không có trả cho thầy, em giữ lại nha. Đó, em phải giữ lại nha. Gì? Đâu? Thôi, kiểu học cái công phi tinh phát biểu của thầy không còn lúc còn đừng có đâu hết rồi đó. Ê, sao? Thầy nhớ tao ra cái chuyện ở đâu, thầy cũng mở mang luôn. Mày nói thì không qua lắm mày. Má ơi. Đầu tiên, cửa nhà vào lấy khí số mấy? Số 1. Rồi, số 1 chính xác. Đúng không? Ở đây, cửa với nhà vào lấy khí số. Số 1. Rồi, bây giờ mình xét này. Khí số 1 trong vần 7 và trong vần 8 thì tốt hay là xấu? Vẫn là tốt. Nói chung là được. Nó nằm trong tâm cái hết. 168 là 8 xa, tuy nhiên nó xa quá thì chắc nó chả được tốt đâu. Được chưa? Vần 7 quá xa, đến vần 8 thì lúc đó nó mới gọi là được tốt, còn vần 7 thì quá xa. Được chưa? Nhưng mà ở bắt đầu nha là vần 7 thì ở quá xa. Đó, nhưng mà đấy 8 cát nên chúng ta chưa lần bồi tốt xấu. Được chưa? Vì nó nằm trong 8 cát nên chúng ta xem từ các cái cách cục đi theo nó là tốt hay xấu. Nếu như đá phân là xấu thì lúc đó nó sẽ xấu, mà nó được cái tốt cái là tự nhiên nó được hưởng cái công hưởng cái tốt lên, cái tám cạc nó có lời thế như thế.
nếu mà đã nhập số 1 cái xe thì lúc này số 6 nó vẫn nó sáng giờ số 7 thì nó vẫn đỡ hơn này. Đúng rồi, nó mới là mới tại khi nó cũng chưa là xấu hành đâu. Nhưng mà thay nó rồi luôn luôn tám cạc nó thất vần thì mình phải xét cả cái cục đi theo nó. Nếu như nó đi về mấy tốt thì tự nhiên nó tốt lên, nó mà đi về mấy xấu thì nó sẽ cùng sẽ thành xấu ạ. Cho nên số 1 này chúng ta biết được rằng là nó là tám cạc, cho nên chúng ta chưa vội kết luận tốt xấu. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm những cái bộ trời cho nó là xem tốt hay là xấu. Bây giờ ở đây sẽ có một cái ngã tư rất lớn này. Nếu chứ ở bên này có một cái ngã tư rất là lớn này. Đấy có ngã ba này, đúng không? Đấy có trường hợp này. Thì bây giờ ở đây có phải là ngã ba không? Ngã ba đúng hẳn vô thì tiếp tục có phải là chỉ số 1 rất là mạnh nhá. Được chưa? Và 1 đi về 4 này, thực chất là 1 đi về 4 đây này. 1 về 4 là cũng gì?